Trời ơi, cái MacBook Air M2 bự chà bá mới sẽ có 5 lần pin 100%. Cộng thêm cục sạc nè, đó sợi cáp mắc xeo nè mới tin. Hàng bốc hộp ra mà. Nè đó, logo catalog đầy đủ. Trời, logo em nhìn y như bằng lá Starlight nha, đó. Cho anh em thêm con chuột M2 nữa. Đó, Magic Mouse 2 nữa nè. Rồi, tất cả những món này giá còn thua cái 15 LED 256 GB new nữa. Em nói thiệt. Đây nha. Cái máy sạc mới có 5 lần pin 100% nha. Và anh em nên nhớ nha, cái bảng này là bảng gì? Bảng 16 GB RAM. Cái bảng này nó mắc hơn cái bảng 8 GB RAM nhiều lắm, hình như 7-8 triệu á. Đây nè, em mở cho anh em coi nè, full box nè. Em nhớ cái số series của nó nha, là VFQJ1 nha. Đây. Đây nè, hàng VN nè. Đó, số series của nó cũng vậy, VFQJ1 đó, hàng VN. Thì cái hàng này mới sẽ có 5 lần pin 100%, khách có nhu cầu dùng. Anh em nhìn cái bàn phím thôi, mình nhìn bàn phím thôi là mình biết là người ta không có gõ bằng bảng nhiều. Đây nè. Đó, em quay kỹ cho anh em coi nè, anh em thấy không? Những cái vết ố ố bàn phím mình như không có luôn nha. Chưa mòn nha, không có enter, return, ship 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 gì đâu, delete các kiểu đâu. Đó, máy không khác gì với cái mới hết. Chưa Tết, chưa hết. Đây, em đóng mà cho anh em coi. Quay cận cảnh cho anh em coi đủ hết. Nè, chân sạc 3.5 nè. Góc của nó nè, cạnh viền nè. Trời, cục nhôm nó bự chà bá vậy đó. Nguyên cái khối nhôm của nó bự như vậy á. Làm sao mà giá của nó lại rẻ hơn cái 15 lớp được. Em không hiểu luôn. Đó, quay cho anh em coi. Không thể nào hiểu được giá rẻ cái 15 lớp. Nè, mặt lưng, mặt đế của nó nè. Không chày vết nha. À, cái đó mấy cái đệm cao su nó mà đế chân đế của nó nè, đó nhìn y như cái viên thuốc mà đen đen mình uống khi đau bụng đó. Đó, anh em thấy chưa, thấy chưa, cái máy như một cái máy mới, 5 lần sạc pin 100%, nhưng cái chất lượng phần cứng của nó và cái giá thành cấu tạo lên chất lượng phần cứng này em thấy nó cao hơn rất nhiều so với 15 lớp. Nhưng mà Apple định giá cái dòng MacBook á, em thấy là nó rẻ hơn cái dòng iPhone. iPhone nó mắc lắm, em thấy như iPhone nó dòng như hút máu vậy. Không, cái này em nghĩ sao nó vậy. Còn MacBook thì đối với em nó khá là hời nha. MacBook thì khá là hời của Apple. Có thể là Apple đang hướng tới học sinh, sinh viên hay là những người có công việc họ đang muốn sử dụng một cái sản phẩm máy tính. Hồi đó iPhone Apple làm ra là không phải làm iPhone, là làm ra là máy tính. Để mình nhớ nha, công ty Apple đầu tiên là máy tính. Mà iPhone bây giờ chiếm cái tỷ lệ lợi nhuận là phần lớn của Apple, sau đó là phần mềm với thằng bán Apple Store ứng dụng đấy nha. Anh em để cho máy này anh em là 26.900.000, cả chuột cho anh em, cả full bộ sạc cáp 30W, zin của nó đầy đủ hết đó, cái phông chữ zin của nó này đó, cộm 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 in đẹp như vậy nè. Rồi, khi anh em mua máy này em sẽ bao test cho anh em 30 ngày, lỗi em bắt 100% tiền, tại em không có đúng cái máy nào vậy em đổi cho anh em thông cảm. Em không có một cái đúng cái máy nào mà sạc ít đẹp keng màu Starlight vậy em đổi cho anh em một lấy một. Em chỉ bao test anh em 30 ngày thôi, lỗi em bắt đủ tiền cho anh em 26.900.000, anh em trả lại hết bộ cho em là xong nha. Bao test anh em 30 ngày và em khuyên anh em mua á, mua cho con em của mình hay là mua cho chị em gì đó khi mà còn đi học á thì mua. Em nói thiệt, mua để học hành, để làm việc thì mua. Còn mua về em nói thiệt á, ví dụ con em hay là cháu em á, trời, giờ mua về mấy cái này cho nó coi phim, coi YouTube, rồi coi top top, đứng lên nhảy lắc đít các kiểu, thì em nói thiệt em không cho nó coi. Em mình nhớ nha, một ngày á đi học nó ăn uống ải đía ngủ gì đó, nó mất hết 18 tiếng rồi, đi học 8 tiếng rồi, ngủ cũng 10 tiếng rồi, còn có 4 tiếng giải trí à, 4 tiếng giải trí à. Nhưng mà không có thí dụ là rèn luyện năng lực bản thân hay là đi ăn đi chơi với lại gia đình ba mẹ, ngồi cắm vô cái điện thoại, cắm mặt cái điện thoại em không chịu. Em nói thiệt, mua để nó sử dụng, nó nâng cao chất lượng cuộc sống nó lên, nâng cao chất lượng công việc hay là học hành lên, thì anh em hãy mua con cháu của mình. Còn mua về nó toàn nó chơi giải trí không thì thiệt, mua cái này phí. Em nói thiệt, mua rất là phí. Để chip M2 lận, chip M2 lận, có tích ID đàng hoàng hết. M2 máy đẹp keng đó, chân sạc của nó nè, nè cái cổng Type-C của nó nè, nó gần như chưa sử dụng thì người ta không xài, người ta thấy phí người ta bán. Nè, ok, em bán cho anh em 269, bao test 30 ngày. Và em đối với em luôn nha, MacBook là một con hời rồi, thế nha.